Hôm nay là vô chuyên mục là làm máy đắc ý. Thì trước khi mà bắt đầu vô quay chi tiết máy á, thì anh mời bộ phận kỹ thuật á cho khán giả xem trước về cái clip mà khoảng mười mấy giây lúc đầu là xe này đang bị tình trạng gì. Chào bạn, ngày hôm nay trong quá trình em làm xe thì quay xe đắc ý sơ sơ cho bạn coi ha. Thì làm xe đắc ý sửa chữa, kiểm tra điện rồi em vẫn làm hàng ngày. Ở các bạn thấy cốc đó cháy bấy hết. Rồi còn xe bên đây cũng đang làm. Đó, rồi cảm ơn các bạn. Rồi sẽ quay sơ sơ làm máy đắc ý như thế nào rồi. Các bạn coi dây điện nè. Cháy bên trong thúi dây đồ hết. Chào các bạn, là các bạn coi nè. Quay vô đây. Chưa chỉ coi đây nhìn đâu thì mấy em cố là sạc nó không vô nha. Mâm lửa bình thường mà sạc không vô. Xe này thì chủ xe là thực sự là có hẹn với mình là sẽ đem xe qua kiểm tra camera quay sơ, mà anh xe rất mới nha, là chủ xe vừa dọn. Dọn cũng thời gian nhưng mà không đi các bạn. Xe mới lắm, nói chung là bên ngoài đồ là không có gì để chê hết đó. Đó. Thì chủ xe có hẹn với mình là sẽ đem qua mình kiểm tra chỉnh lại cái máy không vừa ý. Thì giống như là chưa tới lịch hẹn của ảnh với mình á, là cái xe ảnh đã bị tình trạng á, là dắt bộ bấm đề không được rồi. Thì ảnh đang ở ngoài phố đi bộ á, ảnh phải thuê xe ôm đẩy vào đây. Thì các bạn sẽ bây giờ bắt đầu là các bạn coi được cái clip á, là vô là người ta muốn làm máy nha, mà em không có làm máy gì hết. Em chỉ vô em kiểm tra trước là em mở ra em thấy cháy cục đề. Thiện em chạy vô em lấy cục đề cháy ra cốc đề chứ quên. Thì em không có vội vàng gì hết các bạn, mình xử lý đâu ra đó. Thì em vẫn mở ra em phải tìm được cái nguyên do là tại sao cái xe này nó bấm đề không nổ, nó hết bình ắc quy, nó hư cục đề, hay là nó hư cốc đề, hay là điện sạc đồ nó không có, nó phù bình đó. Thì sau khi mà em làm thao tác em mở ra em kiểm tra thì em sẽ thấy cốc đề xe người ta cháy như thế này nè các bạn. Thì mình chỉ gỡ ra mình xử lý dây điện. Xử lý dây điện là gì? Là dây điện trên đây nè, nó mục nó thúi hết trên đây nha các bạn. Dây điện nè đó, mình làm dắt lại rồi xong mình lấy một cốc đề mình bỏ vào mình thử đó, bấm cái đề lại được liền. Đề lại được liền thì các bạn sẽ nghe tiếng động cơ ở đây nè, cũng êm ái đồ bình thường đúng không. Thì mình sẽ báo giá lên sạc, lên hai cục sạc hẹp đó cho anh trai chủ xe. Nhưng mà anh trai chủ xe kêu tay có chạy thử kiểm tra xe anh. Thì khi mà em chạy thử phát hiện ra vấn đề là xe hú láp và có hư phốt mâm lửa, hư phốt bơm nước. Thì em nói với ảnh, ổng hỏi ủa vậy giờ phần máy làm sao, em thấy xe chạy kỳ kỳ ông nó không được. Em nói thì bây giờ thực sự là máy xe đắt thì nó không có để tiền đó, cho nên là em không liên quan tới phần máy của anh hết á, giống như là em không có làm. Anh nói thôi làm luôn, mở ra làm hết, kiểm tra lại hết cho em, cho anh. Thì em mới nói là tiệm khác có thể là dùng từ mở ra kiểm tra, còn tiệm em là quyết định làm hay không làm à. Bởi vì các bạn hiểu là dùng từ là mở ra kiểm tra, tiệm em không phải là không đủ đẳng cấp tay nghề để mà làm. Nhưng mà mình nói với các bạn không vừa ý thì cái người chủ xe người ta mới kêu làm, mở ra chắc chắn là sẽ có cái hư trong đó. Đó, giống như giờ chưa mở là phốt bơm nước nó hư rồi nè. Và các bạn tính đơn giản nhất, khi mà chẻ một cục máy ra ráp lại là bạc đạn, ron, phốt, sinh và tiền công người thợ, tiền xăng là chắc chắn là phải có nó. Tùy theo chỗ, dụ có chỗ tính mắc, có chỗ tính rẻ, dụ có chỗ tính ráp cục máy tiền công của người ta 2-3 củ, có chỗ tính ráp cục máy tiền công 4-5 củ. Đó, thì các bạn thấy trước sau người ta cũng mất. Cho nên là người chủ xe rất là hay, người ta quyết định là mở làm dứt khoát luôn các bạn. Đó, còn vấn đề mà kiểm tra một chiếc xe là tiệm em từng giai đoạn các bạn thấy là vô là kiểm tra làm cho xe nổ máy trước. Sau khi nổ máy trước là đo điện. À có cái clip đo điện nữa, các bạn thấy đo điện là xác định là mâm lửa không hư, là em không báo giá quấn lại cùng lửa luôn nha, mà em chỉ báo giá là lên sạc thôi. Đó. Bây giờ là em sẽ rút nguyên máy ra. Chào các bạn, làm mấy xe này khó chịu cực kỳ nha. Khó chịu đây là sao? Xe này là chủ xe vừa dọn. Cho nên là mình làm mình kỹ quấn đồ đạc ốc ác đồ, là mình lót khăn lót bịch đi lông mình mở hết. Đó, chứ không có phải là muốn tháo sao là tháo, nó chày dấu ốc dấu đồ của ta các bạn. Ví dụ như xe này là xe cũ nè, mình mở sao không được, chứ còn vô xe người ta dọn rồi mở mà có dấu ốc dấu đồ người ta cũng kỳ lắm.
Bộ này cũ người ta không xử lý tốt hơn, người ta không sơn xí phần này. Rồi chào các bạn, giờ đầu em giật đầu lòng ra từ ha. Thì các bạn coi ron glass nè. Đây trước làm không thay ron glass. Đó. Rồi là một. Nè ron glass không có thay ha, chiếc keo lại à. Rồi phần đầu nè. Bắt đầu em tháo từ quay từ. Tại sao quay quay đi kiểu các bạn, chẳng hạn xe zin hết không nói, còn này người ta có làm rồi á, không phải quay hiện trạng. Cái đít nhựa cục đề nó bị nứt tét nè, thì chỉ tay vô đó thì đó. Nứt tét vô đó hơn. Đó, thì trước khi mà mở ra là mình thấy vậy thì mình cũng quay lại để báo chủ xe luôn. Mất công người ta không biết cái người làm sâu lại lãnh hậu quả mất công. À, muốn em nói cái trọng tâm trước hay anh muốn em nói cái râu ri bên ngoài trước? Cái trọng tâm xe anh thì có vấn đề rất là nan giải nha. Rồi thôi giờ em nói cái bên ngoài trước đi. Các bạn thấy xe SH nó hay lỏng mấy cái ác này nè các bạn. Ở đây em làm máy á thì sẵn em sẽ làm lại rảnh luôn. Đó cái phần này để cho nó bóp lại tặng ảnh không có tốn tiền. Rồi là một. Em quay vô vấn đề nan giải là vấn đề tiếp theo là cây dên. Nếu mà cái xe này thật sự mà chủ xe á nha không quyết định dứt khoát là chạy máy á thì sẽ không lòi ra cái vụ này đâu các bạn. Các bạn thấy cái phần này các bạn đang thấy nè là máng dên. Thì thật sự á là không biết cái xe này dọn bao nhiêu lâu. Nếu mà dọn lâu rồi, dọn 5-6 năm trước thì cái này chế độ cũ thì cũng có thể áp dụng. Nhưng mà bây giờ năm 2024 rồi các bạn thấy những cái này là kêu là phần cái máng lượt nhớt ly tâm của xe ga xe rất ý mình đó các bạn. Là tất cả khi mà ba vớ ba đồ chạy nó bơm nó quăng ly tâm vô đây nó giữ ba vớ lại. Thì để mà các bạn thay được tay dên, ép lại dên cái gì đó thì bắt buộc luôn là các bạn bơm tay dên ra. Nhưng mà bơm thì có nhiều cách. Thì các bạn thấy bề mặt đầu tiên là cái bề mặt này là nó bị mớp bị đồ, và khi mà các bạn ráp vô nó rất là dễ bị cạ ở đây nha các bạn. Rất bị cạ ở đây, nó kêu rẹt rẹt hay gì đó thì mình nên kiểm tra kỹ. Còn trường hợp xe này là không có bị cạ, nhưng mà trường hợp xe này là trên cái dơn á người ta khoan cái lỗ rồi. Và tại sao người ta khoan cái lỗ này nè, rồi bắt đầu anh để 1 phút cho camera quay được cái lỗ là trên cái dơn này người ta khoan cái lỗ này là để người ta lấy được cái máy nhớt ra nè các bạn. Người ta vệ sinh ở trong á, người ta vệ sinh két đất ba vớ. Nhưng mà sau này á thì với công nghệ phát triển á thì anh em thợ tiện người ta lại có một cách khác, người ta làm rất là đẹp mà không có bị. Nhìn cái này như chưa hề được mở ra luôn đó. Thì ở đây là mình sẽ cân đối cái việc là mua một cái dơn theo xe khác hay là giữ lại cái dơn này cho chủ xe. Rồi các bạn coi đầu cốt dơn nè, đầu cốt dơn thì ở đây có bị dập nha các bạn. Rồi là một. Bít tông ở đây á, lòng trái bít tông bạc. Thì em sẽ nói về vấn đề em xử lý cái lòng này. Thì bít tông ở đây là bít tông ART nè, cốt 1. Bây giờ có thể là em sẽ mua lại một bộ bít tông bạc hãng, em thay vào lại cho chủ xe. Đó, đóng khói. Còn xe SH nè, những xe ga mình các bạn thấy nó hay bị xì nước ở đây hoặc là nó hay bị lòn nước ở đây á, thì bây giờ mình sẽ xử lý triệt để luôn. Tất cả những cái xe em làm phần này em sẽ đều xử lý cho khách của mình hết nha, không bao giờ bị. Rồi về phần đầu xe này á, các bạn sẽ thấy là một cái xe người ta đi thì dĩ nhiên cái việc đóng khói và có mùi than này là bình thường, nhưng mà xúc bắp ở đây là một xúc bắp lô nè. Cho nên là giờ xe này em sẽ thay ra là xúc bắp CNC. Xúc bắp đang sử dụng đây là xúc bắp VTC nè. Thì em sẽ thay qua xúc bắp CNC cho chủ xe ha, để tiết kiệm chi phí mà không cần thay cái vỏ đầu. Đó. Cúp ben bơm nước bị mục nè. Rồi cam cò. Và hèn gì anh nói xe anh chạy thấy kỳ kỳ nha các bạn nha. Các bạn coi nè, đố các bạn là cam zin hay là cam lô. Còn nè, và phần nặng đô nhất ở trên xe á, SH mà theo em đánh giá nha các bạn là bộ nồi.
bộ nồi SH thì nó hiện tại luôn bây giờ là nó có muôn hình dạng dạng, mặt nhôm loại 1, mặt nhôm loại 2, mặt nhôm loại 3 đó. Rồi ở đây là chuông FCC nè, cái đế ba càng này nè là không còn là của SH Ý nữa nè, xin phối bô ly là bị ọc nhớt lên ha, ọc nhớt trên đây nè, còn bên đây là mỡ bò là bình thường nha. Cánh quạt là có bị mớp sẵn hơn. Ờ vậy con ra em kiểm tra luôn. KGG. Rồi mâm lửa này hồi sáng em đo là không cháy nè, bây giờ em mở ra nó cũng không cháy luôn nè các bạn. Đó, xe ảnh hư bộ phốt nước là hư thế nào, hư phốt nước là hư cái này nè các bạn. Khi mà hư bộ phốt nước á thì nó sẽ chảy nhớt ở dưới lỗ ghèn ra, các bạn thấy cái lỗ ghèn không, là do cái phốt bơm nước của mình nằm ngay đây nha các bạn, cho nên nó bị mới bị chảy ra nè. Đó, cục đề, cục đề thì có dán keo silicon. Mitsu 3 test chân nhựa ha, test đây nè. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Thì ở đây là trong quá trình em làm máy xe thắt ý á, thì cái chống đứng của người ta quét lỗ các bạn. Đó thì ở đây là mình sửa lại chống đứng dùm luôn. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Em chào anh, đầu tiên em có chia sẻ trước là tất cả những cái gì thay ra của anh á là em sẽ đóng gói trả về lại cho anh. Và bây giờ vô là em sẽ trả lại giờ đúng một cái máy kêu là vừa ý theo ý em nè. Quan trọng nhất là cái dên, thì em sẽ mời khán giả tới đây. Dên ở đây là em sẽ mua lại cho chủ xe một cái dên khác. Đó, rất là đẹp nha các bạn, còn xanh lè luôn á. Rồi các bạn coi nè, cái máng nè, cái máng nhớt đúng chuẩn là nó sẽ như vậy, nó không có bị băm ở trên đây, nó không có bị lủng lỗ thì mới đảm bảo là kính nhớt quan ly tâm được và không ảnh hưởng tới là cái máy của mình, không cạ không đồ. Và sau đó là phần bạc đạn máy á, thì em sẽ thay lại một bạc đạn NTN là của Nhật đó, nó có chữ da băng ở trong đây. Rồi về phần bên này nè là em cũng sẽ thay lại một cái bạc đạn mới luôn cho chủ xe đó. Và các bạn sẽ coi là cái máy dên nè, sáng ngời à. Rồi thì bây giờ bắt đầu cùng em kiểm tra phần bên này nè, là không có khoan lỗ nè, phần bên này là không có khoan lỗ nè. Rồi bên đây, phần bên này là không khoan lỗ nè, phần bên này là không khoan lỗ nè. Đó thì cái việc á mà trả về lại như vậy á rất là quan trọng nha các bạn, bởi vì nếu các bạn khoan lỗ á, đầu tiên là nó mất đối trọng của dên, thứ hai nữa là nó không thẩm mỹ, và một cái xe SH thì không thể nào mà chấp nhận việc đó đó. Hồi xưa thì mình chưa suy nghĩ ra, hoặc là công nghệ mình không có phát triển á, mình có thể mình áp dụng cái trường hợp đó thì được. Ở đây là xe SH Ý mà thay nguyên cái dên luôn thì các bạn biết là cái tầm ảnh hưởng của cái này á, nó rất là quan trọng, cho nên mới chọn thay. Vào xưa giờ có đập hộp dên mới SH Ý chưa, là có, các bạn coi xe SH Ý xanh của 355678 á, là xe đó chủ xe người ta thay nguyên cái dên mới luôn, bởi vì xe đó là từ 125 lên 150 thay nguyên dên mới đập hộp luôn các bạn, thực sự rất là giá trị. Rồi còn ở đây nè là đồ đầy chi tiết máy, làm xe rửa sạch sẽ lại hết đó. Rồi về phần lốc, lốc ở đây là mình sẽ rửa sạch sẽ rồi lại như mới từ đầu ha, 100% rửa rất sạch luôn các bạn. Và mình sẽ kiểm tra những cái bạc châu máy ở trên xe này nè cho chủ xe đó, các bạn thấy không, và rửa nha, không có hóa chất, không có can thiệp gì hết ha. Rồi camera để yên đó nha. Tiếp đến phần này là gì, là nguyên cái lốc số, là các bạn cũng sẽ thấy em rửa em ăn mơ rất là kỹ đó. Ở phần lá, phần đạn dơn, phần đồ đó, sạch sẽ. Còn các bạn thấy cái này là nhớt em bôi vào để cho nó không xét nha. Thì khi mà từ một cái xe 125 á, mà lên 150 á, là các bạn cần sổ hồng lốc nè đó. Cái xe này á, cái mặt bên đây nè là của 125 nè, mặt bên đây là của 150 nè đó. Rồi
dên xong, lóc xong, xử lý xong xuôi hết. Bây giờ là qua phần lồng. Nghe tới lồng trái bê tông bàn bẻ tầng đai thắc ý nổi dây gà nữa đúng không? Thì trên xe chủ xe là bê tông lô là một cốt lớn, hồi bữa em đã là cốt 2 hay nhiêu đó đúng không các bạn? Giờ em sẽ trả về lại bê tông bẻ tầng đai nè, mã KGG nè. Em trả về bộ lồng trái bẹt cái tăng đai cho chủ xe. Thứ hai nữa là xe thắc ý các bạn hay gặp trường hợp là nó bị mục cái ống này ở đây, đúng chưa? Đó, thì khi mà bị mục ống này ở đây nó xét bắt đầu nó rỉ nước rất là khó chịu cho người sử dụng. Đậu nhà nó nhỏ ra một hai giọt nước rất là khó chịu. Thì ở đây là bắt đầu là em đã làm lại cái này, những cái xe nào mà em chỉ máy em đều xử lý trước cho chủ xe mình hết á, để có một cái xe sạch sẽ không bị xì. Em sẽ thay là lồng trái bẹt đúng chuẩn rồi. Tiếp đến là anh sẽ qua phần đầu. Đầu và lồng á, khi anh em làm á, anh em hay bị sâu nước, anh em hay bị đẩy bánh lén. Còn riêng em là em không đẩy bánh lén nha. Mình luôn dùng từ là sẽ kiểm tra mặt phẳng của nó. Bởi vì cái đường nước á, là đường nước rất ý á, nó xa cái mặt cùi lát lắm nha. Ai đem cái này nè, là khoảng cách từ đây nè, tới đây nè, nó rất là xa. Mấy em làm xe mà máy nước á, em để cái khoảng này nó xa lắm, cho nên là nó khó thổi ron thổi đồ đó. Và nó dày cui à, những cái xe đồ nó mỏng nhưng mà cái này nó dày lắm nha, cho nên á là khi mà mình đem mình đẩy bách lén mà vô tình mình tăng cái tỷ số nén nó lên, cho nên là nó sẽ bị thổi ron sôi nước đồ làng vậy đó, chứ không phải là đẩy bách lén là chắc chắn là cui là ngầu đâu. Không phải, chả đúng dinh về lại một cái máy cái nắp ý chạy cực kỳ nhẹ. Và số bắp ở đây thì xe này là đang thay số bắp lô rồi, cho nên là em sẽ xài số bắp là CNC. Ưu điểm số bắp CNC này là nó sẽ bền hơn số bắp zin nè. Kích thước là vẫn bằng số bắp zin, không có độ, không có chế gì hết. Và mình chỉnh miệng chỉ lại trên hai miệng số bắp này. Đó, kích số bắp. Và các bạn coi ở đầu là mình rửa sạch sẽ lại. Cam cọ thì mình vẫn xài lại cam cọ của ảnh. Cam cọ của ảnh còn đẹp nha. Xác định với các bạn là cam cọ còn đẹp. Đó, và coi đuôi chuột nè. Em dùng từ này đuôi chuột. Đó. Cam cò, bộ cam cò em thắc ý mới còn đẹp là cũng hơi mệt mỏi nha các bạn. Các bạn cho em hỏi một cái vấn đề là tại sao hồi xưa mình bỏ tiền ra mình mua một cái xe thắc ý được, mắc tiền hơn người ta được, mà tới lúc sửa bây giờ lại đòi một xe thắc ý sửa chữa phải rẻ hơn quay riêng. Cái tình trạng nó gặp hoài các bạn, chạy xe nguyên xe thắc ý tới kêu dọn mới, mà dọn xe thắc ý mà kêu dọn mười mấy hai chục củ khoai hay sao dọn, chắc mua đồ lô hết quá còn thôi, xài lại đồ cũ hết. Mà xài lại đồ cũ hết dọn xe không đẹp, nhất là dàn đèn đó. Đó rồi, cục đề ở đây thì em sẽ kiểm tra vệ sinh thay thang lại cho chủ xe nè. Rồi, ron Ford nè, các bạn sẽ thấy là em sử dụng toàn bộ ron Ford chính hãng hết. Này là ron chân lồng rồi, này là ron gilat, ron nắp lửa, và đây là ron gilat. Ron gilat là em làm xe máy nước em luôn luôn thay nha. Nhiều anh em tiếc miếng ron này chét keo, nhưng mà em thì chưa bao giờ em tiếc hết đó. Cái ron gilat là cái sự sống còn đối với một cái xe máy nước đó, cho nên không bao giờ mà em chết keo hết. Rồi, qua phần bên này là bộ lắp. Bộ lắp thì ở đây là em sẽ sử dụng lại bộ lắp cũ của ảnh. Em sẽ thay full mặt đạn. Em thay full mặt đạn cho ảnh. Rồi, về phần mà xe ảnh là dắt bộ tới tiệm em là do đây. Cuộn lửa xe ảnh thì không cháy, không cháy nha. Đó, và đầu cũng vậy nè các bạn, coi là đầu là không cháy, do là do hư cốc đề. Xe thắc ý á, trừ khi là quá sạc quá điện rồi bắt đầu mới cháy cốc đề. Ở đây là em mua lại một cốc đề hãng. Và các bạn sẽ đặt câu hỏi là có cốc đề nào mà nó rẻ hơn cốc đề S thắc ý hay không. Xin thưa là nếu mà chế chắc chắn là chế được nhiều lắm, nhưng mà nó sẽ không đẹp, bởi vì các bạn sẽ thấy cao su nè, nó nằm vô ngay vị trí đó, và vị trí đó vị trí mặt tiền luôn. Khi các bạn kiểm tra đầu được có rớt rồi không, các bạn sẽ tháo đây, thì các bạn sử dụng qua một cốc đời khác á, nó xấu xe mình lắm, cho nên là không người chủ xe nào mình ta đồng ý hết. Rồi, phố bơm nước, cố bơm nước, xin chỉ phố bơm nước đó. Thì ở đây là em sẽ sử dụng là tất cả là phụ tùng chính hãng hết. Rồi, cho chủ xe xin cam. Xin cam là em thay xin cam của Nhật luôn nha các bạn. Mắt anh da băng nè, các bạn nhìn cái bịch này là các bạn thấy ghi nè, bịch của Nhật nó đóng gói khác phụ tùng Việt Nam lắm. Rồi, ở đây ba kẹp trượt, ba kẹp trượt này vô là bộ nồi. Nồi thì xe ảnh á là bi nồi, em sử dụng bi nồi hãng luôn, Made in Italia nè.
Ford nè, Ford nè, Ford nè, đây là Ford bên nồi. Thì khi mà các bạn sử dụng nồi nắp ý á, thì các bạn phải dây vào lại đúng nồi nắp ý đó, KTRG nè các bạn. Bố là bố Vinh nè, này là nồi xe ảnh hồi bữa là nồi gì sao quên rồi thì không, nhưng mà ý là cái này là lô đúng không, mặt nhôm là Vinh đó, mặt nhôm Vinh là em để lại đúng mặt nhôm Vinh đẹp nè. Dây xe ảnh là dây thì em xài lại dây cũ của ảnh đó, dây em xài KGG nè, dây của ảnh là đúng Vinh, em xài lại dây cũ đó. Hai mặt nhôm là vẫn xài lại hai mặt nhôm cũ ảnh luôn nha. Mặt nhôm ấy ý nó có đâu tới là 4 loại lô, 4 5 loại lô á. Lô loại 1, lô loại 2, lô loại 3 đối với em thì không có. Một là Vinh, Vinh là mua mới luôn. Hai á là em sử dụng là mặt nhôm theo xe. Đó. Mặt nhôm đây của ảnh là mặt nhôm đẹp nè các bạn. Này là đồ cũ trên xe chủ xe nha. Em tái sử dụng lại nè. Cái này là của em nha. Em thay lại đúng SHI là KTRG cho giá trị nè. Bố là bố Vinh. Đó, rồi. Và hai đế bu ly của ảnh. Cái này là ở đây là mình bơm ra, tại vì do mình rửa quá sạch các bạn nên sợ két đất bụi đồ vô á. Ở đây là mình bơm ra hết để mình thay bằng này bu ly cho chủ xe. Các bạn coi người ta rửa nè. Mình rửa là mình lấy hết ở trong này ra luôn. Đó, rửa sạch sẽ hết toàn bộ chi tiết bên trong. Đó. Còn để mà xử lý cái vấn đề mà cháy rồi le đờ, cháy sạc á, thì mình sẽ chọn là mình lên một bộ giác chuyển sạc, đến nhôm chuyển sạc và hai cục sạc hệ 150. Sạc 150 khi nó sạc đầy á, là nó tự ngắt điện, đó nó sẽ không bị quá tải. Rồi buri em sử dụng đúng buri nắp ý, buri nắp ý á, tại sao em sử dụng là từ là đúng buri nắp ý, bởi vì nó sẽ có phần con á. Còn nhiều anh em á thay buri chân dài nhưng mà chân dài suông luôn là không có đúng, đúng nắp ý là nó sẽ đầu con đây hơn các bạn ha. Rồi, vậy giờ xong, cho phép em tiến hành ráp lên. Xe nắp ý mà thay dơn thay lòng mà thấy là nghe nặng bo rồi đó. Em chào anh, thì em cũng không biết sao bữa giờ anh không hỏi xe anh sao rồi đồ hết. Thật sự đó, điều đó là làm em rất là thoải mái, bởi sao bởi vì có thời gian để mà mình cho ra một chiếc xe thiệt là ngon nhất. Ở đây là em chỉ máy xe anh ra lần thứ hai. Mấy bữa lần đầu tất cả đồ của xe anh á là anh đã thấy rồi. Thì khi mà chỉ máy ra lần thứ hai em cũng phải vệ sinh tất cả chi tiết rồi sạch sẽ lại. Và tại sao phải chạy máy thì như anh thấy anh nói cái máy anh xe anh chạy kỳ kỳ á, thì thực sự cái đó là do cặp lốc á mà cầm ra tới đây, giống như lốc này người ta rút cả cặp luôn, đa số hôm nay mình không rút nè đó. Thì các bạn thấy cái dấu mà tím không, tím này là do rút á đó. Bây giờ ở đây là em tiến hành là em thay một cái lốc theo xe khác cũng rất là đẹp đó. Giữa lốc này các bạn thấy là lốc này nó không có bị cháy tím nè, là nghĩa là không rút gì hết đó các bạn, rất là đẹp hơn. Thì mình sẽ thay cái lốc này và mình phải xử lý lại lốc số không bao giờ thay được đó các bạn. Lốc số là cho dù có bị như thế nào cũng phải cứu lại cho người ta hết đó. Bây giờ khi mà mở ra là phải vệ sinh máy chi tiết lại đàng hoàng một lần nữa và sẽ thay ron, tại ron mở ra không giữ được các bạn. Còn bữa đầu vô các bạn thấy chảo đầu ra vàng ươm hết, rất là đẹp hơn, là cái này nó thể hiện cái sự săn cổ các bạn. Bây giờ bắt đầu em mới ráp lại xe lần thứ hai. Chào các bạn, thì sau khi em chuyển máy ra lần thứ hai, em thay lại cái lốc bên mâm lửa, em ráp lại một lần nữa, thì bây giờ là đã xong 100% về phần máy. Thì bây giờ bắt đầu vô giai đoạn là em chạy rô đai. Thì đây là hai cục sạc em lên, mời camera quay vô hai cục sạc. Thì hai cục sạc này mình lên á là để khắc phục cái tình trạng mà hay cháy mâm lửa, cháy sạc, hư bình ắc quy và hư cốc đề relay đề. Cốc đề ở đây á là em cũng thay lại luôn rồi nè các bạn, em mua cốc đề hãng nha. Bởi vì cốc đề nắp ý nó nằm ngay mặt tiền này nè. Anh em lúc mà anh em mua xe nắp ý rồi anh em hay gỡ chao ra đó, anh em coi thử là chao có mở cái đồ hay không á, thì cốc đề này nó nằm mặt tiền luôn. Nó rất là quan trọng, các bạn xài cốc lô, cốc chế vô mình thấy nó xấu lắm, nó mất giá trị xe mình. Đó thì em mua lại con cốc hãng và ảnh và em làm dây vô lại. Không có cắt nối gì hết đâu, tất cả là phải hàn chì và bấm cốt. Đó thì bây giờ bắt đầu em quay gì để ăn chi để mà em vô quá trình là bắt đầu em rô đai cái xe cho khách hàng. Đó. Còn anh em nào mà gặp vấn đề về điện, sạc, bình ắc quy
của anh HI. Thì mình nói với các bạn luôn, nó là muôn thuở và nó bắt buộc cái xe HI là nó phải như vậy. Bởi vì bên nước ngoài là thời tiết người ta lạnh là một, cái thứ hai á là cục sạc HI nó sạc ra không tự ngắt. Đó, nó thiết kế ra vậy, cho nên là các bạn cứ làm như mình là sẽ là dễ nhất và là an toàn nhất cho khách hàng. Cảm ơn các bạn nhiều. Em chào anh. Thì hôm nay là bắt đầu em vô Brunei xe anh. Thì xe mình đó là chạy máy 2 lần. Thì đây là sau lần thứ 2. Nói chung là khi mà chạy máy lần thứ 2 á, bắt đầu ráp lại á, thì bắt đầu cái máy vừa ý nè, nó vừa ý em. Nó không có bị tình trạng mà rột lóc như mấy bữa mà anh thấy khó chịu á. Đó. Bây giờ bắt đầu em đi Brunei cho anh khoảng 2 đến 3 ngày. Thì khoảng thứ 6, thứ 7 gì đó là em sẽ giao xe. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Với lại anh cho em hỏi là hồi bữa mà trong quá trình anh đi á, giống như anh có bị tình trạng là lâu lâu cái 20 xe nó hợp cái hoặc là 40 xe nó hợp cái hay không đó, thì anh báo cho em biết vấn đề này. Xe của anh là bị hư quạt rồi nè, chạy nhiệt độ lên lút kim luôn mà nó không giải nhiệt, nó không quay quạt luôn à. Chỉ có đi xa mới thấy cái đó đó, may sao em phát hiện không. Hôm nay bắt đầu em vô việc, bắt đầu em đo kiểm áp lọc xăng với lại motor bơm xăng cho anh đó, thì xong có gì em sẽ báo anh biết. Cái đèn trước này của anh á là cái nút này nè, cái nút mà tắt mở đèn là nó không có dắt dây điện gì trong đây hết luôn đó, phần trên nè nó không có dắt dây điện gì ở trong hết, còn đây có pha rồi gì cũng không có hết, thì để em câu điện lại phần này cho anh luôn. Các bạn thì hôm nay là em hoàn thiện xong 100%, SH làm máy sửa chữa lại. Thì có nhiều vấn đề gặp phải trên chiếc xe này là về điện nè, sạc nè, và về phần máy. Phần máy thì có những thứ là giống như là người ta ráp á, giống như là nhìn cái chất mà ráp mà cái xe này ở ngoài á, ốc nè, dàn áo nè, xử lý nè, đều đúng vị trí hết, chứng tỏ là những người ráp trước á là người ta rành về xe SH nha các bạn. Nhưng mà có những cái là người ta không thay đổi được cái suy nghĩ á, người ta làm không có đúng, giống như là giữ chế độ cũ á và chế độ mới là giống như em nè, rất là khác. Em làm thì tới chừng nào mà bây giờ cái xe nó đạt, nó vừa ý khách hàng thì thôi. Đó, nó là vậy các bạn. Em cảm ơn các bạn nhiều ha. Thì bây giờ là ở đây là xong 100%. Và về cái tình trạng mà các bạn thấy em chạy máy ra lần thứ 2 á, cái đó là tất cả những chi phí đó đều không bao giờ phát sinh thêm nha các bạn nha.